Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 59. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ dây nghịch cùng tôi. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết, vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Mặc dù tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh. Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi và hãy xem xét. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy trỗi dậy để thăm viếng các nước, chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. Buổi chiều, chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chửi, những gươm ở nơi môi chúng nó, vì chúng nó rằng có ai nghe đâu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Bởi cớ sức lực nó, tôi sẽ ngửa trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. Hỡi Chúa là cái khiên đỡ chúng tôi, chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng. Hãy dùng quyền năng Chúa mà tản lạc và đánh đổ chúng nó đi, vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra. Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, hầu cho chúng nó không còn nữa. Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp cho đến cùng đầu trái đất. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng nó đi đây đi đó đặng kiếm ăn, nếu không được no nê thì sẽ ở trọn đêm tại đó. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. Chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Gret, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syri thì người Giuđa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate con Biru quê thành Bere cùng đi với người, lại có Aritak và Secundu quê thành Thessalonica, Gaius quê thành Đẹp Bơ và Timothê, Tychicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta khi những ngày ăn bánh không men qua rồi thì xuống thuyền tại thành Philip, trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đừng nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài, và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phao-lô lại trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô. Người đã định vậy vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành A-sốt,
bèn đem người đi với cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chio. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Samos, cách một ngày nữa thì tới thành Mile. Vì Phaolô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ Phaolô sai người ở thành Mile đi tới thành Epheso, mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết, tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Grec về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phaolô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Chương 25. Dân Israel ở tại Shittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần Ba Anh Phê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba Anh Phê-ô. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc.
Phinea, con trai Eleasa cháu Aaron thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang giả dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Vả có 24.000 người chết về tai vạ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phi-ne-a, con trai Eleasa cháu A-rôn thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người. Vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Vả người Israel bị giết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Shalu, quan trưởng của một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cốt-bi, con gái Su-rơ, đầu trưởng của một tông tộc Madian. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô và trong việc của Cốt-bi, con gái quan trưởng Madian, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Phê-ô. Chương 26. Sải sau tai vạ này, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Eleasa con trai A-rôn thầy tế lễ mà rằng: hãy dựng sổ cả hội chúng Israel từ 20 tuổi sắp lên tùy theo tông tộc của họ, tức là hết thảy người trong Israel đi ra trận được. Vậy Môi-se và Eleasa thầy tế lễ nói cùng dân Israel trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: hãy tu bộ dân sự từ 20 tuổi sắp lên như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và dân Israel mà đã ra khỏi xứ Ai Cập. Ru-ben, con trưởng nam của Israel, con trai Ru-ben là Hê-nóc, do nơi người sinh ra họ Hê-nóc, do nơi Pha-lu sinh họ Pha-lu, do nơi Hết-rôn sinh họ Hết-rôn, do nơi Cạc-mi sinh ra họ Cạc-mi. Đó là các họ của Ru-ben và những tên người mà người ta tu bộ, cộng được 43.730. Con trai Pha-lu là Eliab. Các con trai của Eliab là Nemuel, Đa-than và Abiram. Ấy là Đa-than và Abiram này, trưởng của hội chúng giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn tại phe đảng Cô-rê khi họ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va. Ấy khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt 250 người, họ làm gương như vậy. Nhưng các con trai Cô-rê không chết. Các con trai Simeon tùy theo họ hàng mình, do nơi Nemuel sinh ra họ Nemuel, do nơi Yamin sinh ra họ Yamin, do nơi Yakin sinh ra họ Yakin, do nơi Serach sinh ra họ Serach, do nơi Sao-lơ sinh ra họ Sao-lơ. Đó là các họ của Simeon, số là 22.200 người. Các con trai của Gác tùy theo họ hàng mình, do nơi Sê-phôn sinh ra họ Sê-phôn, do nơi Ha-gi sinh ra họ Ha-gi, do nơi Su-ni sinh ra họ Su-ni, do nơi Ốc-ni sinh ra họ Ốc-ni, do nơi Eri sinh ra họ Eri, do nơi A-rốt sinh ra họ A-rốt, do nơi A-rê-li sinh ra họ A-rê-li. Đó là các họ của những con trai Gác tùy theo tu bộ, số là 40.500 người. Các con trai Giu-đa, Ê-rơ và Ô-nan, nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an. Các con trai Giu-đa tùy theo họ hàng mình, Do-nê-sê-la sinh ra họ Sê-la, Do-nê-phê-rết sinh ra họ Phê-rết, Do-nê-sê-rách sinh ra họ Sê-rách. Các con trai của Pha-rết, Do-nê-hết-rôn sinh ra họ Hết-rôn, Do-nê-ha-mun
sinh ra họ Hamun. Đó là các họ của Giuđa, tùy theo tu bộ, số là 76.500 người. Các con trai Isaka, tùy theo họ hàng mình, do nơi Thola sinh ra họ Thola, do nơi Phu-va sinh ra họ Phu-va, do nơi Gia-súp sinh ra họ Gia-súp, do nơi Simron sinh ra họ Simron. Đó là các họ Isaka tùy theo tu bộ, số là 64.300 người. Các con trai Sabulon tùy theo họ hàng mình, do nơi Seret sinh ra họ Seret, do nơi Elon sinh ra họ Elon, do nơi Gia-le-en sinh ra họ Gia-le-en. Đó là các họ của Sabulon tùy theo tu bộ, số là 60.500 người. Các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình là Manasse và Ephraim. Các con trai Manasse do nơi Maki sinh ra họ Maki. Maki sinh Galaad, do nơi Galaad sinh ra họ Galaad. Này là các con trai Galaad, do nơi Jesse sinh ra họ Jesse, do nơi Helek sinh ra họ Helek, do nơi Adrien sinh ra họ Adrien, do nơi Shechem sinh ra họ Shechem, do nơi Shemida sinh ra họ Shemida, do nơi Hefe sinh ra họ Hefe. Và Selophát con trai Hefe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái Selophát là Mát-la, Nô-a, Hốt-la, Min-ca và Thiệt-sa. Đó là các họ Manasse tùy theo tu bộ, số là 52.700 người. Này là các con trai Ephraim tùy theo họ hàng mình, do nơi Su-thê-lách sinh ra họ Su-thê-lách, do nơi Bê-ke sinh ra họ Bê-ke, do nơi Tha-chang sinh ra họ Tha-chang. Này là con trai của Su-thê-lách, do nơi Ê-rang sinh ra họ Ê-rang. Đó là họ của các con trai Ephraim tùy theo tu bộ, số là 32.500 người. Ấy là các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình vậy. Các con trai Benjamin tùy theo họ hàng mình, do nơi Bela sinh ra họ Bela, do nơi Ách-ben sinh ra họ Ách-ben, do nơi A-chi-ram sinh ra họ A-chi-ram, do nơi Sê-phu-pham sinh ra họ Sê-phu-pham, do nơi Hu-pham sinh ra họ Hu-pham. Các con trai Bela là Aret và Na-a-man, do nơi Aret sinh ra họ Aret, do nơi Na-a-man sinh ra họ Na-a-man. Đó là các con trai Benjamin tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ, số là 45.600 người. Này là các con trai của Đan tùy theo họ hàng mình, do nơi Su-cham sinh ra họ Su-cham, đó là họ của Đan. Họ Su-cham tùy theo tu bộ, số là 64.400 người. Các con trai A-xe tùy theo họ hàng mình, do nơi Di-ma sinh ra họ Di-ma, do nơi Dít-vi sinh ra họ Dít-vi, do nơi Bê-ri-a sinh ra họ Bê-ri-a. Các con trai Bê-ri-a, do nơi Hê-bê sinh ra họ Hê-bê, do nơi Man-ki-en sinh ra họ Man-ki-en. Tên của con gái A-xe là Sê-rách. Đó là những họ có các con trai A-xe tùy theo tu bộ, số là 53.400 người. Các con trai Nephtali tùy theo họ hàng mình, do nơi Giác-xê-ên sinh ra họ Giác-xê-ên, do nơi Guni sinh ra họ Guni, do nơi Giết-xê sinh ra họ Giết-xê, do nơi Si-lem sinh ra họ Si-lem. Đó là các họ của Nephtali tùy theo họ hàng và tu bộ mình, số là 45.400 người. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ lại, số là 601.730 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người này làm sản nghiệp. Chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ. Nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra. Dân Israel sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông. Phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít. Này là người Lê-vi mà người ta tu bộ lại tùy theo họ hàng mình. Do nơi Gẹt-xôn sinh ra họ Gẹt-xôn,
do nơi Kehat sinh ra họ Kehat, do nơi Merari sinh ra họ Merari. Này là các họ Levi, họ Libni, họ Hebron, họ Matli, họ Mushi, họ Kore. Và Kehat sinh Amram. Tên vợ Amram là Jochebed, con gái của Levi, sinh trong xứ Ai Cập. Nàng sinh cho Amram Aaron, Moshe và chị của hai người là Miriam. Còn Aaron sinh Nadab và Abihu, Eleasa và Ithama. Nhưng Nadab và Abihu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên cộng được 23.000. Vì người Lê-vi không được kể vào số tu bộ của dân Israel, bởi người Lê-vi không được phần sản nghiệp giữa dân Israel. Đó là sự tu bộ mà Môi-se và Eleasa thầy tế lễ làm về dân Israel trong đồng bằng Moab gần Giô-đanh, đối ngang Jericho. Trong các người này, không có một ai thuộc về bọn mà Môi-se và A-rôn thầy tế lễ đã kiểm soát khi hai người tu bộ dân Israel tại đồng vắng Sinai. Vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng. Vậy chẳng còn lại một tên trừ ra Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun. Chương 27. Các con gái của Sê-lô-phát là con trai Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-xê, thuộc về họ hàng Ma-na-xê, là con trai của Giô-sép đến gần. Đây là tên của các con gái người: Mát-la, Nô-a, Hốt-la, Min-ca và Thiệt-sa. Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Eleasa thầy tế lễ, các quan trưởng và cả hội chúng tại cửa hội mạc mà nói rằng: cha chúng tôi đã chết trong đồng vắng. Người chẳng phải về phe đảng của kẻ hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va, tức là phe đảng Cô-rê, nhưng người chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người bởi người không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi. Môi-se bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: các con gái Sê-lô-phát nói có lý. Ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. Ngươi cũng phải nói cùng dân Israel rằng: khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. Nhược bằng không có con gái thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. Ví bằng người không có anh em thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. Nếu không có chú bác thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết, và người ấy sẽ được lấy làm của. Ấy sẽ là một luật lệ để định cho dân Israel, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy lên trên núi Abarim này và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ như A-rôn anh ngươi đã được về vậy. Bởi vì tại đồng vắng Xin, các ngươi có bội nghịch mạng lệnh ta. Trong lúc hội chúng cãi cọ và vì trước mặt chúng nó, các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước. Ấy là nước về sự cãi cọ tại Ca-đê trong đồng vắng Xin. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: lại Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt. Xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Eleasa thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Người phải ra mắt Eleasa thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của Urim trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo lệnh Eleasa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Eleasa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho,
y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-xe phán dặn vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.